Dạ vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì bên Khánh luôn thường xuyên cập nhật những cái mẫu xe đã qua sử dụng để cho chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu xe ưng ý và thích hợp với cái mong muốn của quý anh chị. Thì bên Khánh vừa mới về một con Fortuner máy dầu số sàn đời 2017, xe nhập khẩu Indo nha quý anh chị, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Vừa mới được làm đẹp Marukuri xong, hoàn thiện xong. Thì sẵn tiện đây thì Khánh sẽ quay cho quý anh chị coi luôn là cái xe này nó được làm đẹp như thế nào. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị, 37436. Thì chúng ta giúp cho chúng ta tiết kiệm 19 triệu so với nếu mà chúng ta mua về xe biển tỉnh về Sài Gòn. Tiết kiệm được một khoản tiền cũng khá là lớn. Thì xe được làm đẹp Marukuri xong rồi thì toàn bộ nó sơn đều, toàn bộ con xe luôn đều rất là mới và bóng bẩy ha. Phần cụm đèn phía trước rất là sáng ha quý anh chị ha. Xe màu nâu cánh dán nha quý anh chị. Đèn cản nè. Phía trước thì chúng ta nếu mà bản số tự động á thì cơ bản thì cái mạ này là chúng ta ốp thêm nè, chứ nếu mà riêng theo xe là nó là nhựa nhám, nhựa thôi nha quý anh chị. Cái ốp này là khách chủ này họ gắn thêm, logo cũng được bấm rivet lại rồi nè, cũng khá là chắc chắn. Đèn cản thì chúng ta được lắp thêm một giải đèn này nữa, này lắp thêm ha, bóng đèn cản này. Sử dụng đèn halogen nha quý anh chị ha. Cụm đèn pha thì sử dụng bóng bi halogen. Hai vỏ xe phía trước thì mới được thay mới rồi. Gầm thì cũng đã được phủ gầm chống rỉ sét cho quý anh chị luôn. Nói chung là gói Marukuri này Khánh sẽ bên Khánh làm vệ sinh là tháo ghế nội thất ra nè, giặt nè, sấy khuẩn, giặt khuẩn, hấp lại da ghế, rồi giặt lại thảm sàn trong ghế luôn. Còn ngoại thất thì bánh Khánh sẽ đánh bóng lại giống như hiện trạng Khánh đang quay cho quý anh chị xem. Ở ngoài thì chúng ta có trang bị một cái bộ viền che mưa nè, một bộ chiếc cửa phim cách nhiệt để phần cấp bi cửa ha. Xe này với cái là xe này là xe công ty thì chúng ta có thể, bánh Khánh có thể xuất hóa đơn rồi cho anh chị luôn. Nếu chúng ta mua với hình thức công ty đứng tên thì vẫn được nha quý anh chị. Đó. Phần bản lề ha còn nguyên vẹn hết nha quý anh chị ha. Tắp bi cửa còn khá là mới. Thường thường những cái tắp bi cửa nó hay trầy chỗ này nè. Mọi người coi. Bệ bước chân nè, chống trầy còn rất là mới ha. Ghế da. Phiên bản này là phiên bản nhập Indo nha quý anh chị. Xe 2017 giữ được khoảng 90% cái độ mới của nội thất. Ron nè, sùng chỉ rồi còn nguyên vẹn hết nha quý anh chị ha. Tắp bi cửa khá là mới ha, nó không có bị trầy hay là bị sờn gì cả. Phần ghế phía sau nè, phần ghế phía sau. Ghế phía sau thường thường nó hay, chúng ta leo lên tụt xuống nhiều chúng ta hay bị nhăn ngay chỗ này nè. Xe này vẫn còn ok lắm. Đó. Màu nâu, nội thất nâu. Xe được Marukuri lại cho nên cái phần thảm sàn này nó rất là mới. Đó, mới ken rồi ha. Cho nên chúng ta mua xe tại Toyota Tân Cảng thì chúng ta vẫn cứ an tâm về những cái chất lượng xe. Và đồng thời bên Khánh cũng sẽ bảo hành cho quý anh chị 1 năm và 20.000 km. Đây, vỏ xe. Vỏ xe, cái vỏ này bên Khánh cũng đã thay cho quý anh chị rồi. Nên chúng ta cứ yên tâm ha. Chất lượng vỏ, đắt vỏ đồ còn theo xe hết luôn. Xe biển số thành phố Hồ Chí Minh,
giúp cho chúng ta tiết kiệm một khoản tiền khi mà chúng ta sang tên ra biển ha. Đó. Phần cốp sau này là rim theo xe nha quý anh chị, chưa hạ cốp nha. Có trang bị cho chúng ta một camera da phía sau, một bình đèn phía sau nè. Xong rồi chậm cái này về những phần phía sau, chúng ta còn phải xem thật kỹ chi tiết để đánh giá. Vỏ sau cũng được, hai cái vỏ sau mới được thay nha quý anh chị, gai còn rất là dày và còn sơn của nhà máy luôn ha. Rồi để Khánh quay cái phần gầm xe cho quý anh chị coi. Khánh vừa mới sơn phụ gầm lại. Wow. Rất là mới hả quý anh chị ha. Khánh luôn cam kết cho quý anh chị luôn là không có đâm đụng nè, không ngập nước nè, không tua đồng hồ nè, và những cái tất cả sản phẩm xe đã qua sử dụng Khánh đều cam kết bằng văn bản và mộc tròn của công ty, và đồng thời cũng có bảo hành 1 năm và 20.000 km cho chúng ta. Nếu anh chị nào mà chúng ta quan tâm những cái mẫu xe có đã qua sử dụng mà mình cần vay tài chính ngân hàng thì chúng ta có thể, bên Khánh cũng có thể hỗ trợ quý anh chị để chúng ta sở hữu bằng cách vay qua ngân hàng ha. Cái vô lăng đây, cái này là cái bọc vô lăng nó hơi sờn nha quý anh chị, bên Khánh sẽ tặng cho quý anh chị một cái khác. Đây là cái vô lăng nè, vô lăng zin của nhà máy thì nó sẽ có những cái chỗ sần sần nhám nhám như thế này nè. Đó, nếu mà chúng ta sử dụng nhiều á hoặc là tì lên nhiều nó sẽ trơn. Cái cần số cũng vậy luôn nè mọi người, coi cái cần số này ha. Đó, nó rất là nhám ha. Nói chung là chất xe con này cũng khá là ok. Cái Khánh đề máy lên cho anh chị coi. Gắn cho chúng ta thêm một cái màn hình cho chúng ta DVD. Tiếng nổ, tiếng gõ của xe này rất là bình thường ha. Xe đi 122.000 km nha quý anh chị. Tất cả các thiết bị trên xe đều còn rất là mới, nó không có bị hao mòn nhiều qua cái thời gian chúng ta sử dụng. Rồi Khánh mời chúng ta hãy coi cái khoang động cơ nhé. Từ nãy tới giờ Khánh quay thì hầu như là bên Khánh cũng đã xử lý hết xong xuôi cái xe này. Đây là khoang động cơ của xe Fortuner mới dầu xuống sàn nha quý anh chị. Theo mua xe nha quý anh chị, dùng chỉ có nó được còn riêng ở nguyên bản hết nha. Rồi, Khánh xin phép được sơ lược lại, đây là con Fortuner mới dầu xuống sàn, đời 2017 nhập khẩu Indo. Thì xe hiện đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 830 triệu đồng cho một mẫu xe máy dầu siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ. Nay biển số thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho chúng ta tiết kiệm được khoản tiền khá là lớn về cái vụ ra biển số. Thì quý anh chị nào đang dự định sở hữu con xe này thì hãy liên hệ với Khánh ngay nha, số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị. Và xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần tới ạ.